DataGuard thì nó là cái giải pháp uh, của Oracle. Mà với các cái hệ thống uh, cơ sở dữ liệu khác, ví dụ như SQL Server, MySQL, PostgreSQL thì nó có là Active Standby. Nhưng với DataGuard thì uh, nó có thể coi là Active Standby được. Nó có coi này là Active Standby cũng có khái niệm chung ấy được. Nhưng mà DataGuard thì nó có thể là hỗ trợ cho Flash DataGuard được. Flash Flash hoặc là Flash một xong rồi là DataGuard Standby là một nốt Thì uh, tất cả trong lớn nó đều dùng uh, dạng datacard và cái con standby của nó thường hệ thống để rất xa à, có thể là hai một standby hoặc là hai standby một standby ở long Hoàng lạc một standby ở uh, trong hồ chí minh nhận đấy hay là chỉ có một standby trong hồ chí minh thôi thì nhất là một thì cái cài đặt cái này nó cũng khá đơn đơn giản thì mọi người sẽ xem cái phần cài đặt như nào nhé. Uh, trên primary cái này thì uh, cái khác là thì nó áp dụng cho tất cả các cơ sở điện từ 11 12 19c mà người để dùng cái này hết à, uh, đương nhiên là database của mình để chế độ cái lốc rồi nó là fork cái lốc nhá dù mà người có lâu nó vẫn là tạo lốc được bởi vì nó sẽ từng block thay đổi nó sẽ chuyển sang bên kia mà uh, tạo cái file cấu hình một cái chính của mình là db 11 g con của mình kia là db 11 g standby nhé tên là cho dễ nếu mà nếu mà 12C thì mình sửa lại thôi, mình D12C, 12 c này, hay đi 19 c 19C, 19C tan Đấy. Mình có lốc ở 1 thì nó là cái cái lốc ở cái lốc cờ còn cái lốc ở 2 thì nó là lốc để nó đẩy vào con sân nó cấu hình mỗi như này thôi, tên như này thôi, nó một cái service name enable lên. Enable có nghĩa là không chuyển lốc. Ở cái format uh, format lốc là phần trăm T phần trăm F phần trăm mặc định đi. Số lượng cái process tối đa là 30. Rồi auto extend là mình tạo ra hai service một service mà con chính của mình một con service ở con uh, standby dùng cái hot này dùng cái etc hot để phân giải ip hoặc là đưa ip luôn vào đây cũng được backup database trên hệ thống chính backup mà con uh, chôn file để cho standby mình enter database create uh, standby file đặt đặt con chôn file nó đã tạo con file tạo ra cái cái, cái uh, file nữa sửa đổi wifi cái tên dbx nên nó chỉ là cái tên uh, tên của database ấy. con standby thì mình sửa thành db một 1 cái dưới standby thôi. Rồi trên standby thì mình sẽ sau khi mình copy cái cái bản backup, copy cái fb file, copy cái control file sang thì bắt đầu mình đây, copy này, copy thì bỏ qua. <laughs> Tất nhiên con standby kia là mình vẫn phải cài cái Oracle SQL anh nhé nếu mà cài rách thì cài rách lên khi mình restore thì mình bật một nốt thôi bởi vì khi mà bật restore xong ấy thì cái phần lưu trữ phía dưới là sang ở phía dưới rồi đúng không nếu mà rách nhé con sẽ mai là rách thì ở trên con item ấy thì là chỉ start đây là xong thôi uh, restore thì như hôm trước thì không biết ai đã làm bài restore như không. thì nó, nó gồm những bước như sau này sau khi đi có cái cái 5 file xong thì nó hoặc là p file thì nó start mount tức là restore cái con file đấy mau lên thì bắt đầu mình sẽ dùng đi database này ừ, thì database xong thì mình sẽ tạo các cái log file tạo đúng ngày nhé mọi người cứ làm đúng ngày được mà tạo thêm cái standby log file nữa hoặc là nếu mà sửa mình đây là làm bằng tay nhé hoặc là có thể làm bằng uh, tạo standby bằng đắp kết này tức là mình sẽ không dùng cái bản uh, bản backup nữa mà chỉ cần mỗi cái control file là một này fb file là hai này bật listener này sau đó là mình sẽ trên con chính nhá. trên con chính mình vẫn là AMEN target DB14G này sau này cái là gọi là database ocvt là con standby mình dùng đúng câu lệnh database uh, standby for from active database uh, do recovery SP file này cái này bản chất của nó có dùng cái uh, backup không không dùng nó sẽ copy tất cả các file sang sau đó nó sẽ dùng thêm cái là recovery uh, dùng cái lốc để recovery lại trên con standby thì thôi cái cách này thì nó có cái ưu uh, điểm là tiện mỗi cố lệnh thôi không cần phải backup recovery không phải tốn dung lượng và backup nữa uh, nhưng mà database của mình phải chú ý là cái đường truyền mạng từ con chính sang con standby nó phải nhanh nếu mà tốc độ chợ, chậm giữa con uh, chính và con uh, standby kiểu Hồ Chí Minh mà đường truyền nó chậm rồi dung lượng nó lớn thì cái phần backup là duplicate này nó hay bị um, hay bị hay bị lỗi mà lỗi mình không biết là lỗi ở đâu. Còn nếu mà backup recovery thì mình biết là lỗi đâu. Mình recovery tiếp. Đúng không? Do đó nếu là tôi của mình. Uh, dăm 7T. Nhưng mà hai con active uh, và con standby của mình. Giải mạng nó gần. Rồi tốc độ giải mạng cao. Thì mình update uh, được. <laughs> Còn không chỉ khuyên cáo cho các database khoảng 1T, 2T đổ lại thôi. Sau khi mình xong xuôi hết. Thì bắt đầu mình bật online. Enter này. Manage. Standby. Database. Uh, hoặc là câu lệnh này khi mình cần muốn cancel cái có tính trình apply lên ấy, đi ấy, thì mình dùng câu lệnh enter database bay uh, cancel hoặc là dùng mấy câu lệnh như đây mình kiểm tra cái quá trình mà chuyển cái view lock của hai nốt như nào mình uh, enter session set cái uh, định dạng ngày tháng là xem cái sequence hiện tại của con chính là bao nhiêu Enter, system switch lock file để xem để cho nó đẩy ra file lock mới. Sau đó mình bên, bên con standby mình kiểm tra xem lock nó sang chưa nhé. Yeah. Các cái position thì mình sẽ dùng chế độ nào? Mình thường mình sẽ dùng cái chế độ hiệu suất tối đa, tức là maximum performance. Còn khả dụng tối đa này thì cũng không thấy có chỗ nhiều bên sử dụng nắm ít nó thường dùng cái này, dùng này có nghĩa là gì? khi mà mình uh, có lớp phải đây, thì bắt đầu nó chuyển sang bên kia. còn các cái chế độ này, ví dụ như là khả dụng tối đa nhé, vai thì thì uh, khi mình commit trên primary, sau đó nó lại đẩy xuống đẩy cái ru sang cái con uh, standby và có ít nhất một con standby nó thành công thì nó mới báo cái commit đấy thành công, cái giao dịch đấy thành công. đấy thì nhiều khi cái đường chuyển nó có vấn đề thì cái giao dịch đó nó sẽ bị lỗi lỗi ngay đúng không mà giao dịch bị lỗi trong khoảng dụ hệ trong online một giây của nó hàng nghìn giao dịch thì không ổn thì chế độ này thì nó an toàn thật đấy nhưng mà nó không không có tính thực tế nhiều tiếp theo chế độ bảo vệ tối đa bảo vệ tối đa có nghĩa là khi mà mình thực hiện giao dịch nhá DML xong mình commit đúng không thì sau đó khi nó được đẩy sang bên kia thì cũng ít nhất là một cái ít nhất là một uh, standby nó được chuyển sang được chuyển sang nhé còn nếu là xử mà sân uh, standby này không có con nào nó đẩy sang ấy. nó lỗi hết ấy. ví dụ standby lúc đấy là database, nó ra bay nó có vấn đề gì cả đấy thì khi đó là uh, nó tắt luôn primary luôn nó là lỗi luôn do đó cái chế độ này chế độ nó cũng thực sự nó ít dùng mà mình hay dùng ở chế độ maximum này có nghĩa là khi mình có mid đây ở con primary là bao thành công thôi còn thì lúc nó cứ đẩy đẩy sang thôi đẩy cứ đẩy dần sang bên kia và bên kia nó apply như nào thì cô thuộc bên kia thôi đấy khi mình dựng xong cái phần uh, data guard này thì thi thoảng mình switch over vai trò của nó để xem là con, con uh, standby nó có đầy đủ dữ liệu không có vấn đề gì không thì uh, với cái giải pháp data guard này thì nó sẽ uh, toàn vẹn cho mình từng bit dữ liệu mình không bao giờ sẽ mất mà khi mình switch thì mình switch như nào mình uh, trên mình switch thủ tục này thôi collect này chuyển đổi nó mỗi các lệnh cho enter database commit to switch over to spa cho con chính chuyển thành standby này uh, tắt primary này mau lên này xong đó là start uh, tại ở chế độ standby thôi còn con standby thì sẽ là dùng lệnh enter database commit to uh, switch over to primary thôi xong start down xong start up lên. failover tức là khi con chính chết do là phần cứng chết chẳng thế đúng không hoặc là do sự cố uh, hỏa hoạn hay sự cố với động đất thì con ở sân bay nó sẽ được bật tên thành con chính câu lệnh của nó là Enter Bay Recovery Manage Certain Bay Database Finish nhé thế là xong xong nó thêm câu lệnh như Enter Bay Active sân bay Database cái flashback uh, database là gì thì trước mọi người hiểu rồi đúng không khi bật cái phần đó gây nên thì nó có thể khôi phục được cho mình về một cái điểm nào đó thông thường là khi dụ như 12 3 giờ mình mình bật để mình uh, kiểm thử dữ liệu nhận thế sau đó mình sẽ cập nhật rất nhiều nếu mà ok thì mình sẽ không phải phần nữa còn nếu không ok thì mình phần về cái điểm dụ 23 giờ chẳng thấy cái sân bay thì nó có cái điểm này này từ phiên bản 1 gờ nó có cho phép mình thiết đi và từ đó mình sẽ có thể khôi phục được uh, mình có thể dùng cho cái báo cáo hoặc những câu lệnh mà chạy cao tải vào sân bay nhá à, nó có thêm một cái niệm nữa là gọi là sân ép sót thì nó giúp cho mình là uh, bật cái sân ở chế độ đầu ghi bật làm gì giả sử như con set 3 chỉ read only thôi mà nghiệp vụ nó cần test đọc ghi ấy mình không chỉ cho nó test hệ thống chính được thì mình tắt đồng bộ đi bật uh, read lên và tạo một cái snapshot uh, tạo một cái gọi là cái phần lắp đi tức là snapshot đấy đấy tên là ví dụ như restore point only chẳng thế sau khi người ta test từ sáng đến tối 5 giờ bắt đầu mình xóa cái phát lên và bật ví dụ read only và mình online từ 8 giờ đấy cái, cái cái mục đích của cái phần là sản xuất tân là nó là vậy Mình khi đó là mình sẽ không có phải dựng thêm một môi trường nữa thì đây là một tính năng rất là hay của phần uh, physical standby Trong khi vận hành cái phần uh, đồng bộ này thì uh, giám sát vận hành nhé quản trị nhé quản trị mình hay làm cái gì check thôi dùng nếu dùng cái broker thì mình check sâu confidence này sâu này ờ, đây là dùng cái broker nhé còn nếu không dùng cái broker mình có thể dùng câu lệnh này select cái v target apply này nếu mà lớn hơn 5 phút thì cần phải xem lại thường là các hệ thống này nó online suốt đây mà hay là kiểm tra chi tiết là sequel nó được đâu ở đây thì có một chương trình me men recover process nhé lúc nào là nó phải ở trạng thái apply thì nó ok nhé check uh, okay, này. Select uh, cái này với thời gian này. Nếu mà sử tất cả các lốc nó đề chuyển sang đến thời điểm real time ấy. Apply ở trạng thái in memory ok nhé. Còn nếu mà lag tầm khoảng uh, tiếng, nửa tiếng hay một tiếng nó có vấn đề nhé. Thì cái đó mình phải fix thôi. Đảm bảo không có lâu này. Select này. Primary cũng thế này. Enter system switch lock. sang xong xem bài mình check xem đúng cái này sang luôn thường là sang luôn đấy mà đừng truyền cái phần liên quan đến sân bài nó quan trọng nhé còn nếu mà dùng uh, tiếp theo vận hành start up cái phần uh, đồng bộ ấy thì nếu dùng broker thì mình enter này bằng chu hay là bằng fail. hay nếu mà start up uh, trên primary thì nếu dùng cái uh, broker thì start up bằng on off thôi còn nếu mà dùng echo like sql thì nó enable và disable enable nhé còn nó truyền lốc uh, disable bộ nó refer thì nó sẽ không không cho chuyển cái 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 um, lốc sang nữa lưu lốc sang nữa còn nếu là sửa vì lý do đó mình không cho, không cần, không, không, không bật chế độ apply thì mình nếu dùng một docker thì à on off thôi. còn nếu dùng câu lệnh sql thì nó là start bằng using current log file này hoặc là stop bằng câu lệnh cancel thôi. chuyển file này. đây là về quản trị nhé. một số cái mà liên quan đến uh, uh, sự cố thường nó bị ghép ví dụ như là nó bị lệch một vài ngày thì mình sẽ backup ở trên con chính xong nó chuyển sang con standby xong cho nó lấy lại thôi và có những cái là nó chỉ mất một cái một ít liên quan riêng unlock thì mình lấy cái lốc xong rồi sang bên này test chi cho nó mình cho nó apply vào thôi đấy là ba cái link mà quan trọng nhất còn những link khác thì mọi người đọc thêm liên quan đến tatagas thì mọi người có cái câu hỏi không em thì chưa làm chưa câu hỏi nhưng mà em hỏi là thầy có một cái khóa riêng dành cho data cát đây cô đừng giết không à, cái khóa đây nó chuyên sâu về dạy từ khi cài đặt đến khi xử lý khắc phục sự cố khóa này thì chắc là chưa có em ạ nếu mà thầy có dự kiến mở thì có gì thầy cứ em và em đấy tại vì ừ. em muốn đang quan tâm về này vâng À, trước tiên thì à, nếu chưa có cái đấy thì mọi người cứ về nhà dựng luôn cái natangat à, đi dựng bằng cách nào dựng bằng cách là nếu mà trong trên con vm nhé lấy nuôi con này tạo thêm một cái vm khác hay là cờ lon con khác đi cờ lon này Đây, cờ clone. Đây, clone, clone xong con máy khác nhé giúp con này 4 ghi con kia 4 ghi sau đó mình drop đốt hiện tại đi xong mình backup từ con này sang con kia bay từ con uh, lan 171 này sang lan đất 72 bằng phương pháp đáp kết cho đúng cái, cái cái, cách trong gai okay thì gửi nhá Cái này cứ làm thử một lần thì thấy nó dễ ngay mà chưa làm thì thấy nó khó nhưng mà đã làm rồi thì thấy nó dễ lắm còn uh, nói đọc này thì sẽ rất là khó hiểu khi mà mình chỉ làm thành công một lần thì nó sẽ rất là dễ nhé làm theo đúng các bước này thành công còn không nó sẽ mơ hồ lắm cứ làm được này thì sẽ, mình sẽ hiểu kỹ phần lý thuyết này em thì em được cấp cặp uh, cấp rách ấy, để cài rách ở cấp ở em server test thì em muốn là xong cấp cái cấp xong cấp xong rồi dựng cấp ừ. của của cấp đấy cấp chưa thời gian để, để, để cài được khi ở, mà ở, em ở là dự... 3, 3 đã cài được rất uh, thành công với nhỉ? Em cài cái con 19 uh, em dùng cái vi tù bốc chưa thành công. Mất hai tuần đấy, làm đâu phết đấy. chưa thời ra là để làm. Bởi vì khi cài cài lách thì nó cũng phát sinh một số cái mà. Nếu mà khi mà em cứ làm tầm khoảng 3 lần mà không thành công thì, thì báo thầy. Nhá, thầy giúp. lần well, đầu tiên em... là bình thường lỗi nhiều lắm cứ tập tập fix dần cho quen đi sau khi về cài đấy xong xong rồi phải dựng data cái ba lần để... mà không thành công hoặc là quá một tháng mà không làm được thì báo thầy thầy giúp thần nó hơi mất công một chút còn nếu mà ngay lập tức mà giúp thì mọi người sẽ không hiểu được đấy bắt là tuần 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 sau em sẽ tập trung vào cài nếu mà em làm ba lần mà 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 còn không hiểu cái đấy thì nó phải đọc thêm, nhưng mà thường là em làm hai hai lần đến là thứ hai là em nhớ được cái các cái bước nó làm ngay. Đến lần thứ ba là nó thành thạo rồi. Có những người mà nhiều khi vận hành cũng chả mấy khi phải cài đâu bởi vì cài nó thông thường là bên B người ta cài mà. Mà người ta cài chuẩn rồi thì nó hoạt động ổn định chả có mấy khi mình làm lắp thì mình biết thôi. tốt nhất là cái bởi vì cái như này này bây giờ cái gai nó đầy đủ đấy mức hoàn thiện nó cao ấy mọi người bây giờ cài là cái mức độ gần như thấp nhất rồi khá là dễ rồi ngày xưa thì còn còn phải tài liệu của hãng mà tài liệu của hãng ngày xưa nó cũng chưa đầy đủ ấy. nên nó khó nhiều cái tài liệu của hãng mình không áp dụng được đâu nha mình chỉ biết được cái ý tưởng của nó cho nên là mình, nhiều khi mình sẽ sơ tiếp kể cả các câu lệnh trong đốc ấy, nhiều khi trong đốc của Oracle nhiều khi phút vào nó không chạy đâu mình phải sơ tiếp chỉnh nhầm tí nó mới chạy được nên tại sao sao Oracle nó không đưa ra những cái câu lệnh mà ở dạng đầy đủ nó còn nó còn một số cái khóa học của Oracle thì nó muốn mình đi học mà. đấy như thế còn những cái link thì gửi cho mọi người cứ về nhà làm đúng cái link đến đây được cài thì lúc đầu mọi người chưa cài bao giờ thì cảm thấy nó dễ khó nhưng mà khi mà cài xong rồi cài khoảng tầm một một cái công việc dụ cài 19C mà người cài lần thứ hai là thứ ba là không muốn bao giờ muốn làm ấy rồi không bao giờ muốn làm lúc đấy chỉ có đốc tài liệu và những ai mà mới vào hay ai cần cài mình nhờ người ta cài thôi không muốn làm là thứ ba bởi vì không có gì cả không có gì học được gì mới ở đấy cả nó làm bất kỳ cái gì mà người cố gắng đốc tài liệu lại vào sau này có ai mới vào thì vứt uh, cho họ làm thôi hoặc là những cái việc mà làm điệp lại thì giao cho những người mà ra những kiểu kỹ thuật viên người ta hỗ trợ cho mình thôi chứ mình đừng đừng làm những cái gì mà làm điệp lại là rất là chán. làm lại thì hướng tới sẽ phải tự động hóa nhưng mà cài tự động hóa thì hơi khó bởi vì nó cài nhiều cái môi trường nó cũng khó mà. rồi không có hai hỏi thì thầy sẽ đi tiếp cái nội dung nữa liên quan đến phần Kubernetes uh, nhé.